Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về một cây khoang của hãng Bosch. Thì cây khoang này là nó là tương đương với Whisper H12 hoặc là The One 796. Thì hàng này hàng Mỹ về, new 100%. Thì cái sạc điện của nó là 120V. Vâng. Và nó đi kèm với nó là một cái pin co 18V. Đấy. Bên này có báo đèn luôn nha anh em. Pin co pin siêu là mát á. Đấy. Pin mới luôn và máy mới luôn. Catalog. Mã của nó là GSB18 535C. Thì nó có tích hợp cái mở cái cổng on khay. Đấy. Máy bình sạc. Rồi, ok, cộng với cái túi xách nha anh em. Cộng với mấy cái đầu vít này, đầu vít của hãng họ tặng kèm và cái túi xách ra. Ok, thì cái thân này nó là nó tích hợp với on khay và hàng này là hàng Mỹ về, thành ra nó đi kèm với cái sạc 120V và nó ba chức năng. Đầu kẹp của nó là đầu Otolock 13 ly, đầu kẹp cực chuẩn luôn. Và có đèn ở dưới này, đèn ở dưới này đấy, móc treo này, móc treo đèn, đây. Vâng, Bosch làm cực đã luôn nha anh em. Vâng, ai rồi, ok, thì em sẽ view tiếp cho anh em. Đi tiếp cho anh em xem ha. Đấy, nó có hai chức năng. Và máy này nó là GPS 18 535C. Thì đầu kẹp 13, tốc độ từ 0 đến 600 và từ 0 đến 1.900 vòng trên phút. Nó made in Malaysia. Đấy. Vâng, hàng Bosch Mỹ là cực chuẩn luôn nha anh em, chứ không phải giống như hàng Việt Nam ở đây. Đây. Rồi, mình test cho anh em xem nè. Cái cò rất là êm. Tốc độ mình đưa qua cái vĩnh vít này, nó autolock này, kẹp này, và chuyển qua búa này anh em, mình sẽ cho anh em xem này. Wow, rất là đã, so với Makita thì nó hơn nhiều nha. Rồi, con này nó rất là hay ở chỗ là đây nè anh em, là nhắc luôn, tốc độ rất là cao. Đó, mình gạch tay thì nó tự ngắt luôn. Đấy, ngắt luôn này. Vâng, và làm lại cho anh em này. Nó không có vanh cái tay của mình, làm cho người thợ nó an toàn hơn. Đấy. Tự đá đèn nha anh em. Đây. Chỉ có hãng Hinti với hãng Bosch thì họ làm cái công nghệ này để bảo vệ người dùng. Đấy. Vâng, và em combo này pin máy sạc giá của nó là 4.200.000. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì có túi xách luôn. Đấy, rất là pro. Cảm ơn anh em.